Trường máu khai nào hằn sâu trên trán, lạy Chúa thánh gia nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng vác với ngài thần xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. When you saw the way of love, you could feel the joy and pain of the world you came to serve. Dear Lord, in the garden late at night, when your friends were fast asleep, soldiers came to capture you. Quà tặng tin mừng Chủ nhật 24 thường niên 5B. Từ một góc độ thần thánh, Linh Mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Quay lại nhìn các môn đệ, ngài răn đe Phêrô và nói: Satan lui ra đằng sau thầy, con không biết việc của Thiên Chúa mà chỉ biết việc của loài người. Marco chương 8 câu 33. Trong cuốn The Offense of the Cross, Sỉ nhục của thập giá, Billy Graham viết: Khi Chúa Giêsu nói ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi, khác nào ngài nói hãy đến mang theo chiếc ghế điền của con, lên phòng hơi ngạc và theo tôi. Ngài không nghĩ đến một thành giả bằng vàng duyên dáng trên chiếc cổ nọn nà của một bé gái, một thành giả đường bề ngạo nghệ trên đỉnh tháp nhà thờ, hay một thành giả xinh xinh trên cuộn thánh kinh. Nhưng ngài nghĩ đến một nơi hành hình. Tuy nhiên, ngài nhìn nó từ một góc độ thần thánh. Kính thưa anh chị em, hãy nhìn thập giá từ một góc độ thần thánh. Phải chăng đây là bí quyết Billy Graham tiết lộ để chúng ta có thể sống sứ điệp của tin mừng Chúa Nhật hôm nay? Trong đó, Marco nói đến cuộc vật lộn của Phêrô trước nỗi đau của thầy mà ông vừa được hé lộ. Ông càng trách ngài, ngài của trách ông. Satan lui lại đằng sau thầy. Tại sao? Vì không như thầy, Phêrô không nhìn thập giá từ một góc độ thần thánh. Yêu mến Chúa Giêsu, Phêrô vừa sợ hãi vừa lo lắng cho ngài. Ông nôn nao và hoang mang. Ông cố nói lên một điều gì đó cho có ý nghĩa. Nỗ lực của Phêrô có chủ đích tốt nhưng hoàn toàn trật hướng. Hậu quả là ông nhận lấy một lời khiển trách tồi tệ, một câu trả lời không trông mong trước mặt các bạn đồng môn. Chúa Giêsu đã đi xa đến mức gọi ông là quỷ vương. Satan lui lại đằng sau thầy. Không thể đau hơn. Đúng. Kế hoạch của Phêrô là kế hoạch của Satan, kẻ đã đề nghị Chúa Giêsu đi con đường riêng theo cách rất riêng của nó, một con đường không đau khổ, không sỉ nhục.
Để hiểu được điều này, chúng ta phải tin chắc rằng lời mắng của Chúa Giêsu là những lời xót thương. Nơi Ngài không có một khả năng nào khác ngoài khả năng yêu thương. Thế nhưng, đâu là yêu thương, đâu là thánh khiết trong những lời sửa dạy mạnh mẽ này? Để hiểu được điều đó, chìa khóa nằm ở vế thứ hai. Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Khi nói điều ấy, Chúa Giêsu tiết lộ cho môn đệ một bí ẩn sâu xa nhất về sứ mạng của Ngài. Một sứ mạng chấp nhận bắt bớ, bất công và chết đi. Tiết lộ điều này, rõ ràng Chúa Giêsu có ý mặc khải một điều lành lớn lao đến sau. Ngài sẽ không để những khổ đau đông giả này xảy đến nếu sau đó không có một mùa xuân rộn rã đang đón chờ. Ngài nói rõ, các môn đệ phải sẵn sàng đi trên con đường Ngài đi. Một con đường dẫn đến sự cứu rỗi vốn nhất thiết phải đi qua nỗi buồn và niềm vui của thập giá. Ngài đang thách đố họ để họ có thể nhìn những tình huống bi thương này dưới lăng kính của Thiên Chúa, nhìn từ một góc độ thần thánh. Nói khác đi, từ quan điểm của trời, đang khi Phêrô chưa vượt được cả nhìn thế tục của đất. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải trực tiếp thách thức ông. Lời của Chúa Giêsu là một lời đầy yêu thương, giúp Phêrô thoát khỏi nỗi sợ và tầm nhìn hạn hẹp. Từ đó, có thể đi sâu vào mầu nhiệm cao cả về sự hy sinh của Thầy. Đấng là người tôi tớ đau khổ Isaiah đã tiên báo qua bài đọc thứ nhất hôm nay. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa mã cho kẻ giật râu. Đấng mà với quyền năng Thiên Chúa sẽ trỗi dậy từ đau khổ, như lời Thánh Vịnh Đạp Ca bảo trước. Tôi sẽ bước đi trước thánh nhan Chúa Trời trong cõi đất dành cho kẻ sống. Anh chị em, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đây là điều mà chúng ta cần gột rửa từng giây, từng phút. Hầu suy nghĩ và ước muốn của mình phù hợp với suy nghĩ và ước muốn của Thiên Chúa. Đúng thế, những ngày hôm nay, chúng ta đang đấu tranh với những thành giả Chúa cho xảy ra khi dịch bệnh ngày càng gia tăng. Những đau khổ tinh thần và thể xác đang tiếp tục dày vò. Chúng đang hiện diện và thách thức tình yêu, sự hy sinh của những con trai, con gái của Chúa trên khắp hoàn cầu. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn những đau khổ này từ một góc độ thần thánh, dưới cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải cái nhìn của loài người. Hãy tin, Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài có cách để cứu chúng ta. Quả thật, nếu chúng ta nhìn với con mắt đức tin, hãy xác định rằng Thiên Chúa đang cứu con người, cứu hành tinh này theo con đường rất riêng của Ngài. Hãy thấy cho được những ân phúc thiêng liêng đi kèm với những khổ đau, đọc cho được thông điệp Ngài gửi đến lúc này. Và như thế, chúng ta đón nhận những nghịch cảnh trong hy vọng và tin yêu, sao cho phù hợp với sự huyền nhiệm trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa, một người cha yêu thương đời đời, đang nhìn thấy mọi sự từ trời. Chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con, hầu con thấy bàn tay Chúa hoạt động trong mọi sự. Xin cho con biết nhìn tất cả những khổ đau đang xảy ra
từ một góc độ thần thánh như Chúa đang nhìn. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhuệ06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Hẹn gặp lại. Dear Lord, when you saw the way of love, you could feel the joy and pain of the world you came to serve. Dear Lord, in the garden late at night, when your friends were fast asleep, soldiers came to capture you. Dear Lord, I will walk the way of love. I will bear my cross with you. Each day I journey with you. Dear Lord, I will walk the way of love. I will live and die with you and be born again with you. Còn loang máu đào, xi nhục nào còn phương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao soi đòn hằn phết thê lương, đừng tình đó Ngài dành cho con.